ngôi sao, họ hết sức vui mừng vào đến nhà. Họ thấy con trẻ và Marie mẹ ngài thì phủ phục xuống thờ lại ngài, rồi họ mở hộp châu báu ra, dâng lên ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Đây là ba món quà mà thường mỗi năm chúng ta đều nghe. Chúng ta hát The Drummer Boy. Đó là những cái bài hát mà gợi lại những cái ý nghĩa này. Rồi tiếng Việt chúng ta có một cái bài là Bao Vua Hạnh Phúc. Ai nhớ bài đó không? Chúng ta có nhớ bài Bao Vua Hạnh Phúc, có ai hát thử câu? Đây, họ dựa trên cái câu Matthew đoạn 2 này. Thì khi mà chúng ta nói câu đoạn 2 này nói là ba vua, mỗi năm cứ nghe là ba vua, the three drummer, ba vua, nhưng mà thật sự trong cái thánh đạo nó bảo ba vua. Chúng ta biết là ba người thông thái, the wise man, chứ không có nói về vua. Dẫu họ dùng từ khác nhau, bây giờ chúng ta hát bài ba vua hạnh phúc, tôi cũng nói gì quý vị, it's okay, chúng ta có thể hát bài đó. Nhưng mà thật sự trong cái thánh không có nói ba vua. Đây là những cái món quà mà đem dâng cho Chúa Giêsu trong ngày Giáng sinh. Đó là ý nghĩa chính, chứ không phải bao nhiêu món quà ai tặng hay là cái món quà đó điều gì. Nhưng mà sáng nay tôi muốn tập trung món quà mà chúng ta thấy ý nghĩa trong ngày Giáng sinh như thế nào. Thật ra trong Kinh Thánh nói là có ba món quà, nhưng mà có thể là nhiều người đem đến dâng của lễ cho Chúa Giêsu, chứ không phải chỉ ba người thôi. Bởi vì chúng ta thấy ba món quà đó thôi. Khi chúng ta biết là vàng, nhũ hương và mộc dược, đó là ba ý nghĩa khác nhau. Mỗi năm chúng ta nhớ những cái món quà gì chúng ta tặng cho ai, thì chúng ta dựa trên cái giá trị, phải không? Thí dụ chúng ta yêu ai thì chúng ta tặng cái món quà đó hơn, mắc tiền hơn, giá trị hơn. Quý vị nhớ tặng quà cho bồ với tặng quà cho vợ nó giống nhau vậy quý vị? Nói thật đi. Lúc tặng quà cho bồ khác hơn, rồi tặng quà cho vợ cái nào nhiều hơn? Bồ nhiều hơn à? Tại sao quý vị yêu bồ không yêu vợ? Tại vì quà tặng là bởi vì chúng ta yêu ai đó, chúng ta nâng cái giá trị cái quà lên, phải không? Chúng ta nâng bao nhiêu giá trị, chúng ta yêu ai thì chúng ta tặng cái giá trị cũng món quà lớn hơn. Thì nói chung chúng ta yêu Chúa bao nhiêu thì chúng ta tặng Chúa bao nhiêu, không? Chúa tặng chúng ta trước khi chúng ta tặng Chúa. Chúng ta biết điều đó không? Chúa yêu chúng ta trước. Chúa hứa tặng quý vị cái gì quý vị? Sự sống đời đời. Tặng gì nữa? Chúa hứa nhiều điều lắm quý vị. Con người cũng có hứa. Khi mà hứa sao quý vị? Quý vị biết cái bài mà Đạo Đức Hưng hát nổi tiếng không? Anh hứa rằng đưa em suốt cuộc đời đó. Rồi cái của câu sau là sao? Mà sao? Giữa chừng sao? Anh đưa lên nửa đoạn đường thôi. Rồi cái câu cuối cùng sao? Ngàn lời xin lỗi. Hứa chi cho ngàn lời xin lỗi? Đừng hứa. Hứa nửa đường rồi bỏ đó, rồi xong rồi cuối cùng ngàn lời xin lỗi đó. Vậy mà nhiều người hát cái bài đó vậy. Chúa hứa chúng ta, Chúa cho chúng ta suốt cuộc đời, và không phải đời này, đời sau nữa, chứ không phải như con người. Đôi khi chúng ta có những bài hát của nhạc đời, nó nhiễm trong đầu chúng ta, rồi nó làm trong tâm hồn chúng ta suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng Chúa hứa cho chúng ta một tình yêu chân thật, the real love. So khi mà Chúa yêu chúng ta thì cái giá trị như thế nào? Khi một người yêu chúng ta quá đỗi thì Chúa cho chúng ta một cái món quà, cái giá trị lớn hơn hết. Tôi biết quý vị đang suy nghĩ này. Chúa chết tội lỗi, Chúa sống, Chúa cứu tội lỗi con. Đúng. Nhưng mà còn nữa, quý vị biết cái từ gốc của chữ love không? Tình yêu. Thứ sáu tôi có nói sơ về cái chữ tình yêu này. Ahava là trong tiếng Hebrew. Khi mà chúng ta thấy cái tình yêu thương mà Đức Chúa Trời nói cho nhân loại, cho dân sự của Ngài, Ahava. Ahava là gốc từ chữ Ahav. Ahav thì bắt đầu từ ba chữ Aleph. Aleph là Chúa, Đức Chúa Trời.
Và chữ thứ nhì là chúng ta thấy là chữ hay, là watch over, là Ngài đấng canh giữ. Và từ thứ ba là từ gì? B. B là nhà đền thờ của Chúa. Có nghĩa là Đức Chúa Trời canh giữ đền thờ của Đức Chúa Trời, của Ngài. Từ lớp khi Ngài yêu chúng ta, Ngài là Đức Chúa Trời canh giữ nhà của Ngài, là đền thờ của Ngài. Đền thờ của Ngài đâu quý vị? Đây, nói chung là tâm linh của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Thì trong Corinto nhất đoạn 3 câu 16-17, anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh em sao? Nếu người nào phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt người ấy, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh và đền thờ ấy chính là anh em. Đền thờ ấy, cho nên Chúa cho một cái định nghĩa rất là rõ. Nếu chúng ta phá hủy tâm linh mình thì Ngài sẵn sàng let it go, Ngài cho đi luôn. Nhưng mà chúng ta muốn bảo quản cái linh hồn mình thì Ngài sẵn sàng bảo vệ. Tại cái từ lớp Ahava là có nghĩa là Đức Chúa Trời canh giữ căn nhà của Ngài. Mà căn nhà của Ngài không canh giữ, không bảo vệ, không chịu quản lý thì chúng ta, thì Chúa sẵn sàng bỏ căn nhà đó đi. Nói vậy thì Chúa sao? Phu phàng không? Không, Chúa không phu phàng. Xem Hebrew đoạn 3 câu 6. Đấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Đức Chúa Trời. Chúng ta là nhà của Ngài, miễn là chúng ta giữ vững lòng tin cậy và niềm tự hào về hy vọng của chúng ta cho đến cuối cùng. Ai quản lý căn nhà quý vị? Quản trị như con trai quản trị nhà Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc Kinh Thánh mở Hebrew đoạn 3 câu 5, chúng ta hiểu cái câu trên đang nói về Môi-se là con người, và cái câu 6 là nói về Chúa Giê-xu là đấng quản trị. Hồi nãy Marvin có nói gì? Let's God first, để đặt Chúa trên hết. Thì khi mà chúng ta đặt Chúa trên hết thì Chúa là đấng quản lý, quản trị căn nhà của Ngài. Bởi vì cái chữ tình yêu thương là Đức Chúa Trời canh giữ căn nhà của Ngài. Chúng ta thấy không? Chúa Giê-xu là tình yêu thương. Tình yêu thương đó, Ngài canh giữ căn nhà của mình. Nếu mà Ngài canh giữ căn nhà của mình thì chúng ta được bảo vệ. Thì làm sao chúng ta biết được Chúa đang canh giữ mình? Chúng ta đặt Chúa trên hết. God first. Bây giờ nói thực tế, làm sao God first? Quý vị nghĩ sao? Giờ suy nghĩ chút xíu nha. Làm sao chúng ta đặt Chúa trên hết? Không phải nhiều người nói, ồ trước hết tôi cầu nguyện. Đúng, không sai. Cầu nguyện không phải là sai lầm khi mà chúng ta cầu nguyện trước nhất. Nhưng mà cái lòng chúng ta có trước không, hay là cái miệng chúng ta chỉ cầu nguyện thôi? Cái lòng chúng ta không có đó mà chúng ta chỉ cầu nguyện thôi. Cái lòng chúng ta đặt vào đâu? Người đời người ta hay nói là ồ, cái tâm đó mới phần nửa quý vị. Tâm linh phải đi chung với nhau, chứ đừng nói cái tâm. Ồ, quý vị phải có cái tâm. Nhiều người có cái tâm khác nhau. Chúng ta phải có cái tâm linh chứ không phải chỉ có cái tâm thôi. Người đời chưa có Chúa họ chỉ có cái tâm thôi, nhưng mà chưa có cái linh của Đức Chúa Trời thì đặt Chúa trên hết là cái linh của Ngài thật sự có điều khiển trong cái linh của mình không? Chúa cho cái xác mình muốn làm gì làm, muốn nói gì nói, cái hồn mình có cảm giác phiêu linh vui buồn lẫn lộn, cái đó Chúa cho mình sự tự do. Nhưng mà cái linh của mình có để Đức Chúa Trời quản trị không? Coi lại, Đấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà của Đức Chúa Trời. Đó là quan trọng. Khi Đức Chúa Trời quản trị căn nhà là tâm linh của mình, chứ chưa nói về thể xác với tâm hồn đâu quý. Tâm linh của mình có thể quản trị thì đôi khi chúng ta tin cái điều gì trước nhất? Nó trước nhất là bệnh tật nè. Chúng ta nhớ cái gì trước? Thường thường bệnh là gì? Con thuốc chưa? It's okay. Nhưng mà chúng ta có biết là quyền năng của Ngài trên viên thuốc chưa? Từ công việc làm, gia đình, kể cả hội thánh, kể cả hội thánh. Tôi hầu vị Chúa, tôi đặt hội thánh trên hết, chứ không phải tôi đặt tôi. Có nhiều điều tôi muốn làm cho hoàn hảo,
Nhưng mà đôi khi tôi phải đặt hội thánh trên hết, tôi phải theo cái chiều đó. Chúa cho tôi cái ơn rất là nhiều, nhưng mà đôi khi tôi phải đặt hội thánh trên hết, có nghĩa là tôi đặt con người trên hết, chứ không phải là máy móc trên hết. Đôi khi tôi phải nhìn lại đó. Suy nghĩ rất nhiều quý vị, tôi hầu Chúa ở hội thánh này bây giờ là gần 4 năm rồi. Chúa dạy tôi từng bước để mình nhìn được cái con người trước nhất, mình nhìn cái tâm lòng người đó trước nhất, thì chúng ta mới hiểu được cái gì mà Chúa muốn ban cho ta. Đó, thành ra khi chúng ta đặt cái điều trước nhất thì Chúa sẽ đặt chúng ta trước nhất, vì Ngài quản lý chúng ta. Chứng tỏ Đức Chúa Trời thương chúng ta thì Ngài ban cho chúng ta một cái món quà vô giá. Cái món quà vô giá trên thế gian quý vị, tôi cho quý vị thí dụ bây giờ một căn nhà ở trên Bel Air này là mắc nhất trên thế giới bây giờ. Căn nhà ở thành phố Bel Air là khoảng 500 triệu đô. Quý vị mua nổi không? Quý vị muốn nổi nhưng mà có người khác mua nổi. Có nghĩa là nó vẫn còn giá trị. Dẫu nó là mắc tiền đắt nhất trên thế giới này, chỉ có một vài người có thể mua thôi, nhưng mà nó vẫn có một cái giá, chứ không phải là không có giá, vẫn có giá. Còn tôi để chút xíu đó, tại tôi không thích cái hình con người á. Bây giờ giá trị con người họ buôn bán bao nhiêu quý vị? Ở bên Đài Loan họ đăng cái tờ báo, họ đăng tải tờ báo là một cô thiếu nữ trị giá khoảng $6,000. Cho nên con người ở thế gian này họ đặt cái giá trị còn thấp hơn căn nhà, thấp hơn căn nhà. Có nghĩa con người thiếu nữ mà chỉ có $6,000, trong khi đó căn nhà bình thường không nhúc nhích, không cô cười đơn, chỉ có cái building vậy thôi mà trị giá 500 triệu. Vậy nếu mà thế gian đưa điều đó ra, chúng ta có chấp nhận không? Nếu chúng ta không chấp nhận thì nói người cái bên, chị là vô giá, anh là vô giá, tôi là vô giá, phải nói với chúng ta mỗi ngày, tôi là vô giá, chúng ta mỗi người chúng ta là vô giá. Khi mà nhìn anh chị em chúng ta là vô giá thì chúng ta sẽ yêu quý họ nhiều hơn nữa, bởi vì Chúa nhìn chúng ta là vô giá quý vị. Nếu mà quý vị, Chúa mà nhìn chúng ta giống như 500 triệu đô thôi thì Chúa có thể rải từ trên trời rải xuống 5 triệu đô để mua quý vị được. Nhưng mà không, Chúa đã xuống thế gian, Chúa chết luôn, sẵn sàng chết. Có nghĩa là cái sự đó là vô giá, chứ không phải Chúa chỉ thải ra đó là 500 triệu và 6 ngàn đô thôi để mua cho quý vị. Không, Chúa cho tất cả, đó là sự vô giá. Nói với chúng ta, mỗi người chúng ta là vô giá. Ngài đặt chúng ta một cái gọi vô giá. Chúa đem một hình ảnh của vua David. Thường thường chúng ta nói là mỗi lần chúng ta nhớ Giáng sinh là cứ đọc nó là Chúa Giêsu đến từ dòng dõi vua David. Bây giờ tôi cho quý vị một cái từ nữa, cái chữ David là gì? Đúng là nó là David. David thì đúng không? Chúa Giêsu xuất phát, chúng ta thấy cái dòng dõi Chúa Giêsu. Đây là sách Matthew với sách Luca, hai sách đều viết dòng dõi khác nhau nhưng mà vẫn xuất phát từ vua David. Chữ David có nghĩa là gì quý vị? David có nghĩa là love by God, được Đức Chúa Trời yêu thương. David là Đức Chúa Trời yêu thương. Bây giờ xuất phát từ đâu? Chúa làm một cái dấu ngoặc. Cái này quý vị tin không tin cũng sao nha. Trong cái ngôn ngữ Hebrew thì giống như chúng ta cái ABC ấy, giống như là A là số 1, B là số 2, C là số 3 ấy. Tiếng Hebrew, cái alphabet của tiếng Hebrew là số, có nghĩa là cái từ đầu tiên là số 1, từ thứ nhì là số 2, từ thứ ba là số 3, từ thứ ba là số 3, từ thứ 4. Đó là cái alphabet của tiếng Hebrew. Thì chúng ta biết cái từ David thì đúng là chữ David là viết ngược lại, tiếng Việt hay viết ngược lại thì trở thành là Dalet, vào Dalet có nghĩa là 6 4 6, 4 cộng 6 cộng 4 là 14. Thì trong Kinh Thánh, trong Matthew đoạn 1:17 nói sao? Như vậy từ Abraham cho đến David có tất cả 14 đời, từ David cho đến khi bị lưu đày sang Balibolo có 14 đời, và từ khi bị lưu đày sang ban Biblon cho đến đấng Christ cũng có 14 đời. Cái này một lần nữa, quý vị tin không tin tùy quý vị, nhưng mà cái này thì vui thôi, để chúng ta có thể hiểu được cái mục đích mà khi mà Ngài nói điều gì
tại sao Ngài chọn dòng dõi của David? Bởi vì Ngài cho chúng ta thấy một hình ảnh từ Abraham tới David là 14 đời. Mà từ David đến gì? Bị lưu đày ở Babylon là Persian á, là từ 14 ngày. Thời đó là vua Nebuchadnezzar, mà từ thời vua Nebuchadnezzar cho tới Chúa Giêsu là 14 đời, đúng 14 đời. Chúng ta thấy không? Thành ra khi mà Ngài khải thị điều gì thì không chắc hẳn là tình yêu thương của Đức Chúa Trời, cái từ David là có nghĩa là tình yêu thương của Đức Chúa Trời, love by God. Rồi chúng ta thấy tình yêu thương của Chúa Giêsu đến với nhân loại, chúng ta thấy chữ gì? Ahava là tình yêu thương, là từ Đức Chúa Trời canh giữ chúng ta, canh giữ nhà của Ngài. Thì Ngài canh giữ từ 14 đời đó, rồi 14 đời, 14 đời đến Chúa Giêsu để cứu tất cả nhân loại. Chúng ta thấy mỗi cái trình tự ngoài trong tâm linh chúng ta đã nhìn thấy rồi, bây giờ đến phần xác, Chúa cũng dùng cái hình ảnh này để cho chúng ta thấy được Ngài chọn chúng ta để Ngài ban tặng cho một cái món quà vô giá, đó là Chúa Giêsu trong những đời của chúng ta. Cho nên kết luận sáng hôm nay, tặng quà trong vật chất không có sai, nhưng mà chúng ta tập trung vào điều đó thì chúng ta mất đi một cái kiểu mẫu của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đến cho chúng ta biết rằng khi mà nói về tình yêu thương thì chúng ta hay bị lẫn lộn, nhưng mà tình yêu thương của Chúa và có nghĩa là to give, là sự ban cho. Yêu ai là ban, là cho người đó. Chúng ta cho bao nhiêu, bởi vì cái giá trị bấy nhiêu. Chúng ta yêu ai bấy nhiêu thì chúng ta sẽ nâng cái món quà cái giá trị bấy nhiêu. Chúa yêu chúng ta đến nỗi không còn cái giá nào để trả ngoài Chúa Giêsu Phật. Chúa có thể dùng thiên sứ trưởng hỏi xuống chết đi. Chúa có thể dùng thiên sứ Michael không? Chúa không. Chúa dùng chính thân Ngài, thân vị của Ngài để trả cái món quà đó. Thì chúng ta nhìn cái hình ảnh đó thì chúng ta phải tập trung như thế này. Khi Đức Chúa Trời canh giữ chúng ta thì Ngài biết được chúng ta đang cần cái điều gì. Thì có hai câu để tôi cho quý vị thấy được. Vì một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài, danh Ngài là Đấng Kiềm Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời, Chúa bình an. Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng mãi, và nền hòa bình sẽ vô tận trên ngôi David và trên vương quốc Ngài, để lập vững và duy trì vương quốc ấy trong công lý và sự công chính từ nay cho đến đời đời. Lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ thực hiện điều ấy. Chúa sẽ thực hiện điều gì quý vị? Nên hòa bình sẽ vô tận trên ngôi David. Tại sao? Trên vương quốc Ngài để lập vững duy trì cho đến gì? Từ nay cho đến đời đời. Từ nay cho đến đời đời. Khi Ngài nói điều đó, cho đến đời đời, thì không phải Ngài chỉ lập ngôi David để làm vua thôi, nhưng mà để cai trị tâm linh của chúng ta, để chúng ta đi theo đúng theo lời của Ngài. Thì chúng ta thấy đừng sợ như thế nào? Đừng sợ vì ta ở với con, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời của con. Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ, phải, ta sẽ giúp đỡ con, dùng tay phải công chính của ta mà nắm giữ con. Chúa gì? Giúp đỡ chúng ta, nắm giữ chúng ta. Love, Đức Chúa Trời canh giữ đền thờ của Ngài. Tôi lặp lại điều này rất nhiều. Quý vị về nhà, quý vị sẽ nghe văng vẳng trong lỗ tai quý vị. Khi nói về tình yêu thương của Đức Chúa Trời là có nghĩa là Đức Chúa Trời canh giữ đền thờ của Ngài. Nếu đền thờ của Ngài ở trong quý vị thì Ngài sẽ canh giữ. Quý vị lấy cái đền thờ nó đi thì quý vị sẽ không có sự canh giữ của Đức Chúa Trời nữa. Đó là tình yêu thương của Chúa. Không phải Chúa đưa điều kiện, nhưng Ngài ban cho cái sự nhận lãnh đó là do chúng ta. Chúa là thành tín, Ngài sẽ làm cho anh em mạnh mẽ và bảo vệ anh em khỏi kẻ gian ác. Cho nên đôi khi chúng ta nói ma quỷ nó mạnh, không, Ngài cho gì? Cho chúng ta mạnh mẽ. Đừng bao giờ nói ma quỷ hoàn mạnh. Ma quỷ không thể nào mạnh hơn chúng ta. Tâm linh chúng ta bất chấp điều gì, cái sự mạnh mẽ đó Chúa của chúng ta trên hết, chứ không phải ma quỷ mạnh mẽ.
đừng bao giờ khen ma quỷ mạnh mẽ. Chúng ta khen lành đó. Cho nên đặc biệt trong đời sống chúng ta, khi chúng ta thấy được Chúa cho chúng ta sự mạnh mẽ, thì chúng ta sẽ có ba điều mà tôi cho quý vị thấy. Trước nhất, chúng ta thấy nè, nếu mà Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, ma quỷ nó chống nghịch, nó kêu nghèo, nó muốn tách rời chúng ta ra khỏi cái tình yêu thương của Chúa, thì Ngài bán gì? Ngài bán Chúa Giêsu, con một của Ngài, để gì? Để hàn gắn lại. Đó là cái tặng quà thứ nhất mà Chúa cho chúng ta. Chúa biết được ma quỷ nó đến, nó muốn tách, nó chia rẽ giữa con cái của Ngài với Đức Chúa Trời, thì Chúa Giêsu đến hàn gắn lại. Chúng ta thấy cái thứ gì? Ma quỷ nó kêu ngạo, nó đem thế gian đến. Thế gian nó dạy những khôn ngoan của đời. Khôn ngoan của đời là những gì? Quý vị biết rồi không? Khi nó đem những cái khôn ngoan của đời thì Ngài ban cho chúng ta lời của Đức Chúa Trời, Thánh Kinh, để dạy sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời. Làm sao chúng ta thua nó được? Trước nhất là chúng ta đã thắng đó, cái đầu tiên này. Ma quỷ nó đến, nó tắt rời relationship của chúng ta với Đức Chúa Trời, cái mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, thì Chúa Giêsu đã làm rồi. Chúa Giêsu đã làm rồi, chúng ta không cần làm nữa. Rồi cái thứ gì? Nó đem những cái gì thế gian tới? Cái phong tục tập quán người Việt Nam mình dày nhầy rồi người Tàu nhìn không khen. Chúa nói đây là lời của ta. Đó là cái thứ gì, cái sự khôn ngoan thứ gì đó. Để chi? Để chúng ta có thể chống chọi được, chúng ta đắc thắng nó được thứ gì. Và thứ ba, xác thịt. Ma quỷ nó khiến con người xác thịt mình sống theo những gì mình muốn. Thì Chúa ban gì? Thành lực. Chúng ta thấy không? Ba điều cái tặng phẩm của Đức Chúa Trời đến chúng ta chỉ không phải là chỉ Chúa Giêsu chết trên thập tự giá. Chúa Giêsu chết trên thập tự giá và Ngài ban cho chúng ta tiếp tục lời của Đức Chúa Trời để cho chúng ta có sự khôn ngoan. Trước nhất điều gì? Một người khôn ngoan mà không hiểu lời Chúa thì người đó không phải là khôn ngoan. Người học lớp 3 mà hiểu lời Chúa vẫn là khôn hơn những người gọi là tiến sĩ, tôi gọi là PhD á, là Pizza Hut Delivery á. Vẫn khôn ngoan hơn. Mà con người mà có Đức Thánh Linh thì phải đắc thắng xác thịt. Quý vị amen cái đó có không? Bây giờ Đức Thánh Linh làm sao chúng ta đắc thắng xác thịt? Câu cuối cùng để tôi để cho quý vị. Khi mà chúng ta nhìn thấy con người xác thịt thì trong cái ngôn ngữ, trở lại tiếng Latin, lâu lâu tôi hồi xưa có một sư này nói con định giảng mấy tiếng đó người ta không hiểu. Nhưng mà đôi khi tôi phải giải thích từ cái câu, cái chữ gốc á mới nó ra rõ hơn. Từ từ chúng ta gọi là comforter, không phải là comforter nha, nó khác. Mà không phải là cái mệnh đó. Comforter, cái Facebook của tôi là comforting, đang comforting, tôi muốn an ủi. Thành ra Đức Thánh Linh có nghĩa là đấng an ủi. Chúng ta nghĩ là đấng an ủi đó, đừng khóc nữa, phải vậy không? Cái từ comforting không hay là comforter là Đức Thánh Linh, biểu tượng cho Đức Thánh Linh, đó là từ tiếng Latin ra. Come là đến, for là cái force, là strengthening, là sức mạnh, the là người thân vị. Cho nên khi chúng ta nói là comforter, là thân vị của Đức Thánh Linh đó, là có nghĩa đấng đó ban chúng ta sự mạnh mẽ. Cho nên Chúa Giêsu không đến để an ủi chúng ta, thôi đừng buồn. Không, chúng ta biết rằng khi Đức Thánh Linh cho chúng ta là cái sự mạnh mẽ, cho nên quà của Chúa đến cho chúng ta không chỉ là sự cứu chuộc thôi, nhưng mà Chúa hàn gắn chúng ta lại giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Ngài bán tình yêu thương của Ngài đến cho nhân loại, Ngài canh giữ cái đền thờ của Ngài. Ngài cứu chúng ta rồi, không phải Ngài bỏ gác quanh bên. Cứu rồi không ghét không anh. Dẫu có ai trong hội thánh quên gọi điện thoại hay nhắc nhở khuyên răng hay học Đức Thánh cầu nguyện quý vị, nhưng mà Đức Chúa Trời của quý vị không có quên quý vị đâu. Tại vì đó là tình thương của Chúa. Quý vị sẽ không bao giờ cô đơn. Khi quý vị nói tôi đang cô đơn bởi vì quý vị quên rằng cái tình yêu thương của Chúa. God Ahava Ahav là có nghĩa là Đức Chúa Trời đang canh giữ căn nhà của quý vị đó. Chúa canh giữ quý vị sáng nay không? Chắc chắn. Nếu không canh giữ quý vị khó lo bước vô đây mỏi đâu quý vị. Bước vô đây khó lắm. Đi shopping nó dễ hơn. Costco xếp hàng dài dài. Bước vô nhà thờ, bước tới cửa còn ngồi đi về. Thành ra khi Ngài canh giữ chúng ta thì Ngài giúp chúng ta lái xe cho tới đây.
toàn thân của Chúa. Đó là ngày đang giữ chúng ta. Cảm ơn Chúa đi, món quà nó quá lớn đi. Chúa còn đem quý vị đến thờ phượng Chúa là chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta không đi đâu, không đi nơi nào khác ngoài sự bảo vệ của Chúa đó. Khi mà chúng ta có Chúa rồi, chúng ta đi về bình an. Quý vị đi chơi chỗ khác, quý vị sẽ không có bình an nữa. Sao tất cả nó lộn xộn. Sáng mai nếu mà chúng ta có sự bình an, hay là chúng ta đang mất an, hãy hỏi trong lòng, chúng ta có cần gì tôi không? Nếu mà quý vị cảm thấy trong lòng mình có sự bất an, cảm thấy buồn chán, cảm thấy điều gì nó không có ý nghĩa gì trong cái mùa lễ này, thì quý vị sẽ phải hỏi rằng, xin Chúa nhắc lại tình yêu thương của Ngài đối với con như thế nào. Thì Chúa nhắc lại gì? Ta đang cần gì con? Mùa Giáng sinh đến rồi người ơi, bạn ước mơ gì khi Giáng sinh về? Một Noel vui tươi hạnh phúc, trẻ thơ nô đùa cười nói, một thế giới không có chiến tranh, không còn nghèo đói. Bạn có nghe biết về Chúa Giêsu? Ngài là niềm mơ ước của nhân loại, Ngài đem an vui hạnh phúc, bình an yêu thương sự sống. Ngài ban cho bạn, cho tôi, cho hết thảy muôn người. Không có Chúa Giêsu thì không có ngày Giáng sinh, không có Chúa Giêsu mọi ước mơ chỉ là nỗi nhớ. Bạn ơi hãy đến cùng Ngài, nhân thế ơi hãy tiếp nhận Ngài, để sống trong vương quốc yêu thương, vương quốc hòa bình. Nào hãy vui đón mùa yêu thương, cầu chúc nhân loại chung sống thanh bình. Một Noel vui tươi hạnh phúc, trẻ thơ nô đùa cười nói, một thế giới không có chiến tranh, không còn nghèo đói. Bạn hãy mau đến cùng Chúa Giêsu, Ngài là tình yêu nhân thế mong chờ, tình yêu thương không lừa dối, tình yêu hy sinh mang sống, tình yêu cho bạn, cho tôi, cho hết thảy muôn người. Không có Chúa Giêsu thì không có ngày Giáng sinh, không có Chúa Giêsu mọi ước mơ chỉ là nỗi nhớ. Bạn ơi hãy đến cùng Ngài, nhân thế ơi hãy tiếp nhận Ngài, để sống trong vương quốc yêu thương, vương quốc hòa bình. Không có Chúa Giêsu thì không có ngày Giáng sinh, không có Chúa Giêsu mọi ước mơ chỉ là nỗi nhớ. Bạn ơi hãy đến cùng Ngài, nhân thế ơi hãy tiếp nhận Ngài, để sống trong vương quốc yêu thương, vương quốc hòa bình. Bạn ơi hãy đến cùng Ngài, nhân thế ơi hãy tiếp nhận Ngài, để sống trong vương quốc yêu thương.
của hòa trần gian mong chờ lời tiên tri về rằng sẽ xuất hiện ánh sao kia ngôi sao ngài là Giêsu giáng trần ngài đến với người khổ đau chúa thương xót nên ngài giang cánh tay đầy quyền năng ngài đưa bước tôi đến vương quốc chốn đầy phước ân thần dân chúa có lời ngài bình an thỏa vui hát sướng đấng anh minh vua muôn vua ai quyền đấng dân trần ngài sống sống trong lòng tôi ngàn đời ghi sâu tận đáy tim tình yêu chúa quá diệu hồng từng giây phút tôi nếm Thế giới ơi cùng tôi đến tôn thờ đấng nhân từ vua trí ai nguồn tình yêu hòa lòng dâng lên lời chúc tôn chúa muôn loài nào ai hay rằng ngày vua ra đời ngài đến với lòng xót thương nhà thuế không còn chung trên thay thế phòng quần áo chỉ là chiếc khăn mang rượm bẩn sơ là nơi thánh nhi nằm ngủ yên ngài vui xuống nơi tôi tạm với trước trong khổ đau màn đêm xuống các mục đồng ngồi canh giữ chiêm bóng thay sang lung linh một thiên binh vang lời chúc tôn ngài và báo chúa xanh làm vua họ liền ra đi tìm chúa yêu kìa nơi chúa đã chào đời cùng chiêm ngưỡng vua sáng nhìn sao chúa trên trời quyết đi tìm khi thấy chúa lòng mừng vui quỳ lạy Giêsu là thánh vương thần dân chúa có lời ngài bình an thỏa vui hát sướng đấng anh minh vua muôn vua ai quyền đến dương trần ngài sống sống trong lòng tôi ngàn đời ghi sâu tận đáy tim tình yêu chúa quá diệu hồng từng giây phút tôi nếm biết thế giới ơi cùng tôi đến tôn thờ đấng nhân từ vua trí ai nguồn tình yêu hòa lòng dâng lên lời chúc tôi